Rồi xin chào anh em nha. Ngày hôm nay em qua trại gia công em bắt vài con về tuyển cho Tết cho anh em á. Thông thường là gà nhập rồi em sẽ để ở đây. Đằng này F1 lên 6-7 con đó anh em. Đi ngang quay máy nọc cho anh em coi. Tại em không dám quay cận cảnh đâu anh em. Tại cái kênh YouTube của em nó bị quét á. Thì em quay sơ sơ á. Anh em nào ráng coi em á. Còn vấn đề chuồng trại á, làm cho nó không khí nó tự nhiên nó thoải mái nhất mọi người. Là ở ngoài cỏ có chỗ nhà trồng nữa không, cho gà thoải mái, có muốn ra ra cũng vô vô tỉ nó thôi. Còn tới giờ cho ăn, ngày cho ăn thì hãy cử. Chỗ gà em nuôi cũng dễ lắm anh em ơi. Nhỏ thì nuôi cám với bắp đồ, còn lớn lên vô ràng rồi em sẽ cho ăn 500 lần ngũ cốc nha anh em. Đó, quay sơ máy nọc cho anh em xem. Đấy, cái bộ này là em đã xài rồi nha anh em. Có đi chơi thử máy móc đồ với lại thử cửa rồi em mới cản ra hàng loạt nha anh em. Rồi giờ quay sơ mấy gà tơ cho anh em ăn. Rồi đám gà tơ này chuẩn bị ngày mai mốt gì đi em sẽ quay clip nhấp cho anh em. Gà này là gà vú Tết nha anh em. Vú Tết anh em để dành anh em đi bào. Hàng này ngon đó anh em. Anh em coi điểm nhấp đợi 2 ngày nữa. 2 ngày nữa kể từ khi video đăng lên nè. Anh em lên đó coi. Rồi chúc anh em xem video vui vẻ ha. Giờ em rep nhạc vô. Anh em thấy video hay thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký nha anh em. Nếu như video này trong vòng 3 ngày mà đủ 100 like á thì em sẽ làm mini game tặng một con gà F1 cho anh em nha. Rồi bằng mọi hình thức rồi đó. Anh em chơi miễn phí thôi. Anh em like cho em trong 3 ngày đủ 100 like trên YouTube này nè thì em sẽ tặng cho anh em ha. Rồi mời anh em xem gà vui vẻ ha. Rồi bầy gà đang tấn lên nè, em dự định nhé full chuồng ở đây nghe anh em. Gà tơ ở ngoài còn nhiều lắm, em thả lan ba bốn chỗ cũng cứng rồi, chuẩn bị bắt về. Rồi anh em thấy video của em hay hãy cho em một like nha anh em, cảm ơn anh em nhiều.